Video sẽ cung cấp những thông tin chi tiết nhất về viên uống giảm cân Slim Herber. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Slim Herber là gì? Slim Herber là viên uống hỗ trợ giảm cân giúp bạn có một vóc dáng thon gọn, một làn da mịn màng và căng sáng. Sản phẩm với những thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu hành toàn quốc nên an toàn cho sức khỏe, bạn cứ yên tâm sử dụng nhé! Nguồn gốc: Slim Herber được sản xuất bởi công ty dược phẩm Phương Đông. Viên uống giảm cân Slim Herber có tốt không? Sản phẩm có những công dụng sau: giúp giảm cân an toàn, nhanh chóng, không gây mất nước, đốt cháy và chuyển hóa chất béo, hạn chế hấp thu chất béo từ thức ăn, đem lại tác dụng hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, hạn chế sự thèm ăn, làm giảm cholesterol, mỡ xấu, giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, giúp làn da khỏe mạnh, săn chắc sau khi giảm cân. Những ưu điểm: giảm từ 7 đến 10 kg chỉ sau một liệu trình mà không mệt mỏi, không cần ăn kiêng hay tập luyện thể dục vất vả. Được điều chế từ thảo dược thiên nhiên với công nghệ hiện đại mang lại hiệu quả cao và vô cùng an toàn với sức khỏe. Đối tượng sử dụng: người bị béo phì lâu năm, người có nguy cơ béo phì hoặc dễ bị béo, phụ nữ sau sinh muốn lấy lại vóc dáng. Thành phần: một hộp Slim Herber 30 viên nén chứa các thành phần chiết xuất Gardenia Camboja, giúp chuyển hóa chất béo, thúc đẩy đốt cháy các chất mỡ thừa, ức chế sự thèm ăn, tăng cường trao đổi chất và làm giảm sự chuyển hóa carbon hydrate thành chất béo trong cơ thể. L-carnitine giúp tăng cường chuyển hóa chất béo trong cơ thể, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Chiết xuất trà xanh, chứ kết chín đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo, phá vỡ các chất béo do chế độ ăn uống làm tích tụ trong cơ thể. EGCG có trong trà xanh ngăn chặn sự sinh trưởng của các mô mỡ, kích thích mỡ thừa chuyển hóa thành năng lượng. Caffeine trong trà xanh giúp hạn chế sự thèm ăn, kích thích đốt cháy mỡ thừa. Vitamin B1 và vitamin B6 thúc đẩy tốc độ trao đổi chất, giúp lượng thức ăn bạn nạp vào nhanh chóng được tiêu hóa, từ đó đốt cháy calo hiệu quả hơn. Cách dùng: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên, uống trước khi ăn 30 phút sáng và tối. Duy trì liên tục ít nhất một liệu trình, bạn sẽ sở hữu ngay vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Slim Herber giá bao nhiêu? Slim Herber chính hãng có giá dao động 1.180.000 đồng một hộp. Slim Herber mua ở đâu? Bạn có thể mua Slim Herber thật từ website phân phối chính hãng qua đường dẫn tại đây để nhận được ưu đãi lớn như: đảm bảo hàng chính hãng 100%, được giảm giá chỉ còn 590.000 đồng một hộp. Mua 3 hộp trở lên được tặng một đồng hồ thông minh giá trị, được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn miễn phí mọi thắc mắc, được giao hàng miễn phí toàn quốc. Hướng dẫn đặt hàng: nhấp vào đường dẫn dưới phần mô tả video, điền tên và số điện thoại. Trong 48 giờ sẽ có chuyên gia dinh dưỡng gọi điện cho bạn để tư vấn và giải đáp thắc mắc. Những câu hỏi thường gặp: Slim Herber có an toàn không? Trả lời: Slim Herber được sản xuất với các thành phần quý hiếm hoàn toàn từ thiên nhiên. Ngoài ra, sản phẩm còn được Bộ Y tế kiểm định và cho phép lưu hành trên toàn quốc nên sản phẩm vô cùng an toàn nhé. Slim Herber có tác dụng phụ không? Trả lời: sản phẩm vô cùng an toàn nên không có tác dụng phụ nào cả. Hiện tại chưa có ghi nhận bất kỳ trường hợp nào cả. Slim Herber có lừa đảo không? Trả lời: sản phẩm đã được kiểm định về chất lượng và cấp phép lưu hành nên thông tin Slim Herber lừa đảo chỉ là chiêu trò chơi xấu của các đối thủ cạnh tranh. Slim Herber có hàng giả không? Trả lời: rất có khả năng có hàng giả, vì vậy các bạn nên lưu ý chỉ nên mua ở website chính hãng nhé. Phụ nữ sau sinh có dùng được không? Trả lời: có thể, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước nhé. Đàn ông có dùng Slim Herber được không? Trả lời: nam hay nữ đều dùng được sản phẩm nhé. Trên đây là những thông tin về viên uống giảm cân Slim Herber, hy vọng có ích cho mọi người. Chúc mọi người giảm cân thành công. Nếu thấy video hữu ích, nhớ like, share và đăng ký kênh nhé.